Lính Nga cứu binh sĩ Ukraine bị đồng đội bỏ rơi. Iran phủ nhận đứng sau vụ tấn công khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Jordani. Syria tấn công gây thương vong gần thủ đô Damas. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin là những tin tức mới nhất về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Phóng viên quân sự kênh Kos News mới đây đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh giải cứu một binh sĩ lực lượng vũ trang Ukraine bị thương. Binh sĩ Ukraine chấn thương nặng trong cuộc giao tranh ác liệt và bị đồng đội bỏ rơi khi rút lui. Quân đội Nga đã giải cứu binh sĩ này khỏi hỏa lực và chăm sóc y tế. Người quân nhân Ukraine thừa nhận anh ta từng là lính súng trường trong lữ đoàn xe tăng số 3 thuộc tiểu đoàn số 2 của lực lượng vũ trang Ukraine. Anh này đã sống với vợ một thời gian dài trên lãnh thổ Ukraine và bị điều động ép buộc nên mới phải ra tiền tuyến chiến đấu. Trong khi đó, Ukraine đang tổng huy động binh lính cho quân đội. Bộ chỉ huy Kiev cần tuyển thêm nửa triệu quân vào mùa đông này để kìm hãm đà tấn công dữ dội của quân đội Nga trong thời gian tới. Các tướng lĩnh Ukraine lo ngại rằng sau cuộc tấn công thất bại vừa qua, binh sĩ Kiev sẽ xuống tinh thần, còn quân đội Nga sẽ trở nên khí thế hơn và bắt đầu đột phá hàng phòng ngự theo nhiều hướng cùng một lúc. Kênh Toby Ayodele vừa qua đã ghi nhận sự tiến bộ của lực lượng Moscow ở phía nam thành phố Avdiivka khi họ giành được quyền kiểm soát ở Skotovataya và mở rộng vùng kiểm soát tại Tersaskaya Okota được mở rộng. Giao tranh đang diễn ra hết sức ác liệt khi Ukraine quyết giữ từng ngôi nhà, từng góc phố. Quân Nga không vội vàng, cứ lấn dần dần. Bản cập nhật tình báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Anh cho hay, Nga đang tiến hành một cuộc tấn công 3 mũi nhọn vào thành phố Avdiivka, phía đông Ukraine, bao gồm việc bao vây thành phố này từ phía nam và phía bắc, đồng thời chiến đấu ở khu vực phía đông thành phố. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh đánh giá rằng các cuộc tấn công của Nga vào sườn thành phố có quy mô nhỏ hơn so với khi Moscow bắt đầu tấn công thành phố này hồi tháng 10 năm 2023, và lực lượng Nga hiện đang tập trung chiến đấu ở khu dân cư phía nam. Các lực lượng Nga có thể đang tìm cách đạt được bước tiến chiến thuật bằng vũ lực như những gì họ đã làm trong trận giao tranh đẫm máu ở Bakhmut. Máy bay không người lái mặc dù đóng vai trò rất quan trọng đối với lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng phương tiện này chưa thể mang tới sự thay đổi cục diện trên chiến trường. Giới phân tích cho rằng những gì đang diễn ra trong cuộc xung đột Ukraine đã cho thấy ngay cả vũ khí và công nghệ phương Tây cũng không cho phép Kiev xóa bỏ ưu thế vượt trội về quân sự của Nga. Cựu giám đốc điều hành Google, ông Eric Schmidt, người trước đây từng đến thăm Ukraine đã đưa ra đánh giá trong một bài báo đăng trên tạp chí Foreign Affairs rằng Kiev đang thua trong cuộc chiến máy bay không người lái. Nga đã bắt kịp các đối thủ lớn trên thế giới về công nghệ quân sự tiên tiến, trong khi Ukraine vẫn phải vật lộn để duy trì dòng viện trợ tài chính cũng như quân sự từ các đối tác bên ngoài. Để làm suy yếu lợi thế của Nga trên chiến trường, Ukraine cùng với các đồng minh không những phải tăng cường sản xuất quốc phòng, mà còn phải đầu tư phát triển và nhân rộng các công nghệ có thể chống lại những UAV thế hệ mới đáng gờm của Nga. Từ cuối năm 2022, Nga đã sử dụng rộng rãi hai dòng UAV nội địa, đó là Orlan 10 trinh sát và Lancet tấn công cảm tử, để phá hủy nhiều mục tiêu từ hệ thống pháo tự hành có giá trị đến máy bay chiến đấu và xe tăng. Ông Smith lưu ý, Ukraine từng dẫn trước Nga khi tiến hành nhiều cuộc tấn công thông qua UAV vào đầu cuộc chiến. Nhưng hiện tại, Kiev không có sản phẩm nào đủ sức sánh ngang với cặp đôi nguy hiểm nói trên của Nga. Cựu giám đốc điều hành của Google còn cho rằng những lệnh trừng phạt khắc nghiệt do phương Tây áp đặt không đủ sức đánh sập ngành công nghiệp quốc phòng của Nga như họ mong muốn. Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh trực thăng K-52 của nước này bắn phá một cứ điểm phòng thủ của Ukraine. Cuộc tập kích xảy ra ở gần tiền tuyến Kupiansk, thời gian cụ thể không được tiết lộ. Thông báo của Nga cho biết các phi công đã sử dụng tên lửa và mồi bẫy nhiệt để tập kích cứ điểm của đối phương. Mục tiêu của nhiệm vụ đã hoàn thành, máy bay đã trở lại căn cứ an toàn. Trực thăng K-52 hiện đang là một trong những loại máy bay được sử dụng nhiều nhất trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Hỏa lực mạnh và khả năng cơ động của K-52 đã giúp quân đội Nga loại khỏi vòng chiến đấu nhiều khí tài quan trọng của Ukraine. Tuy vậy, do tính chất của nhiệm vụ, loại trực thăng này cũng thường xuyên bị đối thủ bắn hạ. Tờ Washington Post dẫn lời các quan chức cấp cao cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc một chiến lược mới để hỗ trợ Ukraine. Theo bài báo, chiến lược mới sẽ không tập trung vào giành lại lãnh thổ, mà để giúp Ukraine chống lại các bước tiến của Nga, trong khi hướng tới mục tiêu dài hạn là tăng cường lực lượng chiến đấu và nền kinh tế. Tờ báo cho biết, chiến lược này được đưa ra sau những kết quả đáng thất vọng của chiến dịch phản công năm ngoái ở Ukraine. Các quan chức Mỹ được dẫn lời nói rằng, chiến lược mới sẽ nhằm mục đích xây dựng lực lượng quân sự Ukraine trong tương lai và giúp bảo vệ, tái thiết và tăng cường nền tảng công nghiệp và xuất khẩu của Ukraine.
Với việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ tái đắc cử Tổng thống, Washington Post cho biết, một trong những quan chức trên nói rằng chiến lược mới dự kiến sẽ hỗ trợ đảm bảo tương lai cho Ukraine. Ông Trump đã chỉ trích số tiền viện trợ mà Mỹ dành cho Ukraine. Ông mô tả sự đóng góp của Mỹ là một gánh nặng quá lớn. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, Mỹ đã cung cấp hơn 44 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi chiến sự bùng nổ, nhiều hơn 4 nước đóng góp lớn nhất tiếp theo là Đức, Anh, Na Uy và Đan Mạch cộng lại. Liên minh châu Âu EU mới đây cho biết sẽ có biện pháp đáp trả nhằm vào kinh tế của Hungary nếu Budapest ngăn chặn gói cứu trợ mới dành cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh của khối dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Ngày 28 tháng 1, báo Financial Times đã tiết lộ kế hoạch bí mật được giới chức EU soạn thảo. Kế hoạch nêu rõ, trong trường hợp không đạt được thỏa thuận vào ngày 1 tháng 2 tới, những người đứng đầu nhà nước và chính phủ các nước EU có thể quyết định ngừng cung cấp ngân sách của khối cho Budapest. Bình luận về thông tin này, Bộ trưởng phụ trách vấn đề EU của Hungary, ông Janos Boga nhấn mạnh, Budapest chưa biết kế hoạch này, song sẽ không chấp nhận việc bị gây sức ép. Trong khi đó, phát biểu trên trang mạng sau X, cố vấn của Thủ tướng Hungary, ông Balázs Orbán cho biết, nước này sẵn sàng sử dụng ngân sách EU cho đề xuất gói cứu trợ trị giá 50 tỷ euro, tương đương 54,24 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Chuyển sang các tin tức liên quan đến các cuộc xung đột ở Trung Đông, xin mời quý vị cùng theo dõi. Đài phát thanh quân đội Israel ngày 29 tháng 1 đưa tin, lực lượng phòng vệ Israel đang lên kế hoạch thực hiện một số chiến dịch quân sự quy mô lớn tại các khu vực mà các thành viên của phong trào Hồi giáo Hamas đang hoạt động mạnh trở lại. Lực lượng phòng vệ Israel cho rằng Hamas đang nỗ lực tái tổ chức lực lượng ở phía bắc dải Gaza. Cùng ngày, lực lượng phòng vệ Israel cũng ra thông báo yêu cầu người dân sinh sống ở các khu vực ven biển phía tây của dải Gaza di rời về phía nam, một tín hiệu cho thấy sắp diễn ra hoạt động quân sự tại các khu vực này. Người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel, ông Avichai Adre, công bố một bản đồ cho thấy khu vực yêu cầu sơ tán chiếm gần trọn dải đất ven biển, bao gồm khu tị nạn Ansati, Keit Radwan và Tenan Hawa. Theo chỉ đạo của Nhà Trắng, Lầu Năm Góc đang xem xét sử dụng loại vũ khí nào mà Israel yêu cầu để làm đòn bẩy. Các nguồn tin cho biết chưa có quyết định nào về vấn đề này. Trong khi đó, các quan chức Israel tiếp tục yêu cầu Mỹ cung cấp thêm vũ khí, trong đó có cả bom cỡ lớn, đạn dược và hệ thống phòng không. Sau nhiều tuần đề nghị riêng mà không mang lại kết quả như mong muốn, Mỹ đang xem xét trì hoãn hoặc tạm dừng giao vũ khí, với hy vọng rằng làm như vậy sẽ khiến Israel hành động, ví dụ như mở hành lang nhân đạo để cung cấp thêm hàng hóa viện trợ cho dân thường Palestine. Trong số các loại vũ khí mà Mỹ đã thảo luận sử dụng để làm đòn bẩy là đạn pháo 155mm và bom tấn công trực tiếp hỗn hợp JDAM. JDAM là những bộ dẫn đường để chuyển bom thường thành bom dẫn đường chính xác. Mỹ có thể sẽ tiếp tục cung cấp JDAM để giúp Israel tấn công chính xác hơn. Mỹ có thể cũng không trì hoãn cung cấp hệ thống phòng không cũng như các hệ thống khác, vì các hệ thống này bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng của Israel khỏi bị tấn công. Do đó, chính quyền Mỹ đang tập trung vào các thiết bị quân sự tấn công để xem xét những loại nào họ có thể giữ lại hoặc trì hoãn giao cho Israel. Các quan chức Mỹ cũng đã thảo luận về cung cấp cho chính phủ Israel nhiều loại vũ khí mà họ yêu cầu để Israel có động lực thực hiện một số bước theo đề nghị của Mỹ. Những nỗ lực này được đưa ra sau nhiều tuần Tổng thống Joe Biden và nhóm an ninh quốc gia không thuyết phục được ông Netanyahu và các quan chức Israel thay đổi đáng kể chiến thuật ở Gaza, cũng như thực hiện nhiều bước hơn để giảm thiểu thương vong cho dân thường. Nỗ lực này đánh dấu thay đổi tiềm tàng trong cách tiếp cận của ông Biden khi không chỉ đề nghị ở hậu trường mà thực hiện những thay đổi chính sách hữu hình nhằm thúc đẩy Israel hành động. Các quan chức cấp cao Mỹ cũng thất vọng vì Israel thường phớt lờ lời kêu gọi giảm thiểu thiệt hại cho dân thường Palestine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani ngày 29 tháng 1 cho biết, Tehran không liên quan đến vụ tấn công bằng máy bay không người lái UAV vào căn cứ của Mỹ ở Jordani, khiến 3 quân nhân thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Ông Kanani nhấn mạnh, các nhóm dân quân Hồi giáo trong khu vực có quyền đáp trả các hành động họ xem là tội ác chiến tranh. Tuy nhiên, Iran chưa bao giờ ra lệnh hay chỉ thị cho các nhóm này. Trong khi đó, lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, một nhóm dân quân Hồi giáo Shia, đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công và tiền đồn có định danh là Tháp 22 của Mỹ, nằm giữa biên giới Jordani-Syria. Bộ Quốc phòng Syria xác nhận vào chiều 29 tháng 1 theo giờ địa phương, quân đội Israel đã tiến hành không kích nhằm vào một số điểm ở phía nam thủ đô Damascus. Vụ việc đã khiến một số cố vấn người Iran và dân thường thiệt mạng, cũng như gây thiệt hại đáng kể về tài sản. Trong khi đó, truyền thông Iran đưa tin, mục tiêu của vụ tấn công là trung tâm cố vấn của Iran tại khu vực Sayyida Zeynab. Theo Giám đốc Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, trong số 7 người thiệt mạng sau cuộc không kích của Israel, có các nhân vật thân Iran. Trước đó, đại sứ Iran tại Syria khẳng định không có thương vong bên phía Iran trong cuộc không kích.
Chương trình xin được tiếp tục với các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Ngày 29 tháng 1, công ty chế tạo vệ tinh Nara Space Inc. của Hàn Quốc cho biết, vệ tinh nano của nước này Observer 1A đã thực hiện thành công sứ mệnh quan sát trái đất với việc chụp ảnh các thành phố lớn trên thế giới, trong đó có hai thành phố Busan, Hàn Quốc và Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Observer 1A, vệ tinh nano thương mại đầu tiên của Hàn Quốc, đã được phóng lên không gian bằng tên lửa Falcon 9 của công ty thám hiểm không gian SpaceX từ căn cứ của lực lượng không gian Vandenberg ở bang California, Mỹ, hồi tháng 11 năm 2023 và đã đi vào quỹ đạo trái đất thành công. Vệ tinh siêu nhỏ này có nhiệm vụ ghi lại hình ảnh đầu tiên về trái đất để theo dõi các hoạt động như hoạt động của tàu thủy và ô tô, cũng như những thay đổi trong các khu rừng. Trong các bức ảnh do vệ tinh trên chụp được có thể nhìn thấy một bến cảng ở thành phố Busan, miền đông nam Hàn Quốc, cùng những con tàu lênh đênh trên vùng biển gần đó. Các bức ảnh này cũng cho thấy hình ảnh của Palm Jumeirah, một hòn đảo nhân tạo ngoài khơi Dubai và trụ sở hình chiếc nhẫn của tập đoàn công nghệ Apple Inc. ở Cupertino, bang California của Mỹ. Các bức ảnh trên hiện có độ phân giải không gian là 3M trên pixel, nhưng NARA có kế hoạch nâng cấp độ phân giải lên tới 0,5M trên pixel bằng công nghệ chỉnh sửa hình ảnh dựa trên trí tuệ nhân tạo AI. Giám đốc điều hành của NARA Space, Park Jae-pin cho biết, vệ tinh Observer 1A có thể được sử dụng để phân tích các thảm họa thiên nhiên nhằm giảm thiểu thiệt hại hoặc tình hình mùa màng ở nước ngoài để thông tin cho các hoạt động giao dịch tài chính. Ngoài ra, vệ tinh trên cũng có thể được dùng để theo dõi tình trạng các hệ sinh thái tự nhiên bị hủy hoại do biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày qua vẫn leo thang căng thẳng ở khắp các mặt trận. Theo diễn biến mới nhất, Nga tuyên bố hệ thống phòng không đã bắn hạ hai tên lửa của Ukraine trên Biển Đen, gần bờ biển phía tây bán đảo Crimea, đồng thời lên án vụ tập kích của Kiev tại một khu chợ ở Donetsk, khiến cho ít nhất 25 người thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Nga thông báo vào khoảng 14 giờ ngày 21 tháng 1 giờ Moscow, âm mưu tấn công của chính quyền Kiev sử dụng tên lửa dẫn đường phóng từ trên không nhắm vào lãnh thổ Liên bang Nga đã bị ngăn chặn. Các hệ thống phòng không đã loại bỏ hai tên lửa của Ukraine trên Biển Đen, khu vực gần bờ biển phía tây của Crimea. Bộ Quốc phòng Nga sau đó thông báo thêm một tên lửa Ukraine tiếp tục bị bắn hạ trên Biển Đen, gần bờ biển phía tây Crimea. Trong cuộc phỏng vấn với Focus gần đây, ông Yuri Ihanat, người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, cho biết Nga đã triển khai các hệ thống phòng không tới Crimea và tiền tuyến, nhưng đã rút các hệ thống này khỏi các khu vực khác của Nga. Ông Ihanat cho biết thêm, đúng là họ đã lấp đầy tiền tuyến bằng các hệ thống phòng không và Crimea đã được lấp đầy bằng các hệ thống này, nhưng bạn có thể thấy rằng phần còn lại của lãnh thổ Nga không có nhiều hệ thống phòng không. Người phát ngôn tuyên bố, về cơ bản những khu vực đó đang chống hệ thống phòng không, Moscow, Saint Petersburg và khu vực của Tổng thống Vladimir Putin ít nhiều sẽ được bảo vệ, nhưng máy bay không người lái do Ukraine sản xuất có khả năng tiếp cận Moscow, Saint Petersburg và các kho dầu khác. Đây là một dấu hiệu rất tốt. Theo ông Ihanat, người Nga đang ngày càng nếm trải mùi vị cay đắng của chiến tranh. Ông Ihanat cảnh báo, người Nga nghĩ rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của họ đang diễn ra theo đúng kế hoạch và cuộc chiến sẽ không ảnh hưởng đến họ. Nhưng bây giờ cuộc chiến đó đang ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Thật không may chúng ta phải gánh chịu điều đó suốt 2 năm qua, bao gồm các vụ tấn công và tàn phá. Bây giờ họ cũng sẽ bị như vậy. Quan chức Ukraine cũng cảnh báo sẽ điều 1 triệu máy bay không người lái qua lãnh thổ Nga để quét sạch các mục tiêu của Moscow. Người phát ngôn tuyên bố, tôi muốn 1 triệu máy bay không người lái của Ukraine sẽ bay qua Nga và quét sạch tất cả đến tận dãy Ural. Nhưng chúng tôi nhận ra rằng khả năng của chúng tôi hoặc các quốc gia đối tác không phải là vô hạn. Trung tướng Kirilo Budanov, giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, tuần trước tuyên bố Kiev sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào bán đảo Crimea, khu vực sáp nhập vào Nga năm 2014. Tướng Ukraine giải thích một trong những ưu tiên của các nhiệm vụ như vậy là phá hủy tuyến hậu cần của quân đội Nga trên bán đảo Crimea. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Nhật báo Le Monde của Pháp hôm 12 tháng 1, tướng Budanov nói rằng các cuộc xâm nhập đầu tiên của Ukraine vào Crimea đã diễn ra vào năm 2023 và đây mới chỉ là khởi đầu. Bán đảo Crimea ở Biển Đen đã trở thành khu vực quan trọng giúp Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Từ Crimea, Nga đã kiểm soát được một khu vực rộng lớn lãnh thổ ở miền nam Ukraine. Crimea hiện vẫn đóng vai trò như một căn cứ mà Nga đang triển khai máy bay và tàu chiến sát Ukraine. Tuyên bố của các quan chức quân sự Ukraine được đưa ra sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các khu vực do Nga kiểm soát, bao gồm bán đảo Crimea và các khu vực bên trong lãnh thổ Nga. Moscow cáo buộc Kiev đứng sau các cuộc tấn công này và cảnh báo sẽ đáp trả.
Trong những ngày gần đây, Ukraine bị cáo buộc liên tiếp tập kích các kho dầu của Nga. Andrei Yusov, đại diện cơ quan tình báo quân đội Ukraine, cho biết các vụ tấn công này sẽ làm phức tạp thêm công tác hậu cần cho Nga, đồng thời làm gián đoạn lịch trình cung ứng, từ đó mang lợi về cả thời gian và không gian cho lực lượng Kiev. Ông Yusov cho biết các máy bay không người lái của Ukraine có thể tấn công các mục tiêu ở xa hơn 1.000 km. Theo giới chuyên gia, đây có thể là nỗ lực của Kiev nhằm gây trở ngại cho khả năng quân sự của Moscow bằng cách nhắm vào cơ sở cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga. Cùng ngày, truyền thông Nga cũng chỉ trích Ukraine vì cuộc tập kích xảy ra tại một khu chợ ở thành phố Donetsk, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Ông Denis Buslin, người đứng đầu chính quyền Donetsk do Nga bổ nhiệm nói, Ukraine phải chịu trách nhiệm vì cuộc tấn công tàn bạo này. Hiện chúng tôi đã xác nhận được thông tin của 25 nạn nhân thiệt mạng. Giới chức địa phương cho biết, việc xảy ra ở ngoại ô phía tây thành phố Donetsk, các tiền tuyến phía đông chưa tới 15 km bằng đạn 152 ly và 155 ly. Đây là một trong những vụ tập kích gây thương vong lớn nhất ở Donetsk kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường và chuyên gia pháp y đang cố gắng thu thập mảnh vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công. Trung tâm kiểm soát và điều phối chung của Donetsk cho biết 3 quả đạn đã được phóng về phía quân Kirov sau 10 giờ sáng và 3 quả đạn khác bay tới đó sau 10 phút. Thị trưởng Donetsk Alexei Kulemzin gọi vụ tấn công này là một ngày đen tối khác trong lịch sử thành phố. Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga lên án vụ pháo kích, nói rằng hoạt động này được tiến hành bằng vũ khí mà Mỹ và đồng minh cung cấp cho Ukraine. Bộ Ngoại giao cho biết điều này một lần nữa khẳng định sự tham gia trực tiếp của phương Tây vào cuộc xung đột, mong muốn của phương Tây nhằm gây ra một thất bại chiến lược với Nga thông qua Ukraine đang đẩy Kiev đến những bước đi ngày càng liều lĩnh. Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Donetsk nằm gần chiến tuyến đã bị pháo kích gần như hàng ngày kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Tuy nhiên, cuộc pháo kích hôm Chủ nhật là một trong những cuộc tấn công tồi tệ nhất. Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk đã sáp nhập Nga sau một cuộc trưng cầu dân Ý, nhưng Ukraine tuyên bố không công nhận. Trong một diễn biến liên quan, mới đây người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine thừa nhận việc dự trữ vũ khí và đạn dược ở nước này không có mấy ý nghĩa vì quân Nga có khả năng xác định và tấn công các địa điểm đó một cách hiệu quả. Kiev không ngừng than phiền về việc thiếu nguồn cung khí tài từ phương Tây trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Focus cuối tuần qua, Yuri Ihanat, phát ngôn viên của không quân Ukraine cho biết, dù thế nào quân đội nước này cũng không thể dự trữ số lượng lớn tên lửa và đạn dược vì nguy cơ bị các lực lượng Moscow phát hiện, phá hủy nhanh chóng. Ông Yuri Ihanat cũng cảnh báo máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất có thể trở thành mục tiêu tốt cho Nga nếu được cung cấp cho Ukraine. Người phát ngôn lực lượng không quân Yuri Ihanat cho hay, chúng tôi không thể tiếp nhận một số lượng lớn tên lửa, phải cất chúng ở đâu đó và đối phương sớm hay muộn sẽ biết về địa điểm lưu trữ. Kiev thiếu nguồn cung cấp đạn từ phương Tây trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, ông Yuri Ihanat cho rằng quân đội Ukraine sẽ không thể cất giữ số lượng lớn đạn dược cung cấp do có nguy cơ bị Nga phá hủy nhanh chóng. Các nước phương Tây đã tuyên bố thành lập một liên minh để giúp Ukraine mua máy bay chiến đấu F-16 và đào tạo phi công lái máy bay chiến đấu vào năm ngoái. Vào đợt giao hàng đầu tiên, dự kiến vào cuối năm 2024, Hà Lan và Đan Mạch đã dẫn đầu nỗ lực này, cam kết sẽ cung cấp tới 61 chiếc máy bay. Người phát ngôn Yuri Ihanat hồi đầu tháng cảnh báo việc vận hành cả máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất và máy bay chiến đấu thời Liên Xô sẽ là một thách thức cực kỳ khó khăn đối với quân đội Ukraine. Theo ông Yuri Ihanat, hệ thống phòng không của Ukraine vẫn sẽ không hiệu quả trước khả năng tấn công của Nga, bất kể nguồn cung cấp của phương Tây, với lý do số lượng tên lửa S-300 mà Moscow sở hữu quá lớn khiến Kiev không thể bắn hạ tất cả. Các hệ thống S-300 do Liên Xô sản xuất chủ yếu được thiết kế để phòng không và có khả năng đánh chặn cả tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo cũng như bắn hạ máy bay. Đồng thời, chúng cũng có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu mặt đất. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố quân đội nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn trên thực tế. Truyền thông phương Tây như Washington Post, Empire và Divest đều mô tả tình trạng thiếu hụt đạn trầm trọng với quân đội Ukraine ở tiền tuyến. Giữa tháng 1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố thế giới không sản xuất đủ vũ khí để đáp ứng nhu cầu của Kiev. Đồng quan điểm, Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Alexander
Kamysin mới đây cho rằng toàn bộ sản lượng vũ khí toàn cầu là không đủ cho Kiev đối phó với Moscow. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Thế Giới Nghiêng. Xin chào và hẹn gặp lại!